chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay 23 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo trong ngày và đêm nay, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm. Riêng tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thái Nguyên có nơi trên 70mm. Do có mưa nên nắng nóng diện rộng như những ngày vừa qua tạm chấm dứt, không khí trở nên mát mẻ hơn. Như tại Hà Nội, nhờ cơn mưa đêm qua và rạng sáng nay mà tiết trời oi bức đã không còn, trời dịu với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở quanh mức 33 đến 34 độ. Đến tối và đêm, mưa có khả năng lặp lại. Trong khi đó, tại miền Trung, từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 cho tới 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 cho tới 18 giờ. Thành phố Đà Nẵng trời không mưa, có nắng kéo dài trong ngày nên nắng nóng tiếp diễn với nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 11 giờ trưa cho tới 17 giờ chiều. Quý vị chú ý có những biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Phải đến đêm khi mà gió biển thổi nhẹ thì không khí mới dịu đi phần nào. So với cả nước thì nền nhiệt độ tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ dễ chịu hơn vì nắng nóng sẽ ít có cơ hội xuất hiện. Bởi từ trưa chiều, mây sẽ kéo đến nhiều và gây ra mưa rào và dông nhiều nơi tại miền Tây của Nam Bộ. Và đến chiều tối thì lan rộng ra cả miền Đông Nam Bộ và Nam khu vực Tây Nguyên. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng tới trưa chiều, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng lên mức từ 32 đến 33 độ. Đến chiều tối, mây kéo đến nhiều và cho mưa dông nhiều nơi trên khu vực, có thể có mưa dông mạnh trong thời đoạn ngắn. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra sét và gió giật mạnh, cũng như ngập úng vùng trũng thấp ven sông.